Penhouse 3 cũng chẳng dám diễn như này. Trong nhà tù, nữ phạm nhân này mỗi ngày đều ăn món ăn Michelin, lại còn có người phục vụ tận mồm, nhưng cô lại thích hành hạ bản thân, mỗi ngày chỉ ngủ có 2 tiếng, thắt chặt dây nịt bụng, cắt thủng quần áo, phơi mình dưới ánh nắng mặt trời, phơi đến khi xuất hiện các đốm to nhỏ, hạn chế ăn hết mức, khiến mình gầy đến trơ xương. Cuối cùng, cô cũng đạt được mục đích. Máu mũi chảy xuống, bạn nghĩ rằng cô ta bị điên, không nhé? Mục đích của cô ta là đình chỉ thi hành án và ra tù sớm. Bởi vì ở Hàn Quốc, một khi phạm nhân mắc bệnh nghiêm trọng và biết cải tà quy chính, sẽ được cho ra sớm, nhưng với điều kiện bắt buộc phải trải qua cuộc kiểm tra của công tố viên. Cô ấy sử dụng tất cả các bác sĩ, nhưng công tố viên ở đây là một người dày dặn kinh nghiệm. Anh ta biết rằng rất nhiều người giàu đều lợi dụng giả bệnh để được thả ra sớm, cho nên nhất quyết không cho cô qua. Lúc này, Na Ye-ji xuất hiện. Anh ấy từng là bác sĩ giỏi nhất Hàn Quốc. Anh nói rằng cô ấy chỉ cần đáp ứng anh một yêu cầu, nhất định sẽ cho cô ra ngoài sớm. Cô gái không chút do dự đồng ý luôn. Và cách của Ye-ji là hội chứng Fanconi. Đây là một bệnh di truyền hiếm gặp, có 25% khả năng di chuyển đến tim, tạo thành dị tật tim. Trùng hợp thay, 40 năm trước, chị gái cô cũng qua đời vì căn bệnh dị tật tim này. Nguồn gây bệnh đã có, nhưng để đáp ứng đủ điều kiện, vẫn cần có 3 triệu chứng nữa. Một là thiếu vitamin và khoáng chất, khiến mắt rối loạn và nhịp tim bất thường, từ đó gây nên những cơn đau thắt tim. Hai là thức khuya dẫn đến số lượng tiểu cầu giảm, da bị bầm tím và chảy máu mũi. Ba là ngón tay dị dạng, vừa hay hồi nhỏ vì cô chơi đánh bóng mà dẫn đến ngón tay cái dị thường. Quả nhiên, sau khi bác sĩ kiểm tra, về cơ bản đã xác định được triệu chứng của cô rất giống với các triệu chứng của hội chứng Fanconi. Bác sĩ đề nghị chuyển cô đến bệnh viện bên ngoài điều trị, nhưng công tố viên vẫn nhận định rằng cô chỉ đang giả bệnh thôi, không chịu thả người. Đúng vào lúc này, tim cô bỗng nhiên ngừng đập, cuối cùng được đưa đến bệnh viện. Đến bệnh viện, cô gái lại tươi cười vui vẻ, bởi vì cuối cùng cô cũng quay lại cuộc sống tự do. Thì ra, trước khi kiểm tra, Na Ye-ji đưa cô gái một thứ thuốc thần bí có thể xuất hiện hiện tượng giả tim ngừng đập. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Ye-ji. Lúc này, trên TV xuất hiện tin tức một công tử nổi tiếng, Lee Jae-hwan, con trai thứ của tập đoàn lớn Lee Gang, bị bắt ngồi tù 3 năm vì tội tàng trữ thuốc trái phép. Mà yêu cầu lúc trước của Ye-ji là yêu cầu cô ta đảm bảo cho anh chức vị bác sĩ cho trại giam nhà tù phía Tây Seoul. Người phụ nữ chợt nhận ra, thì ra mục tiêu của anh ta là Lee Jae-hwan. Anh ta sắp báo thù. Cậu con trai này đáng ghét đến mức nào, bởi vì làm chuyện xấu mà bị bắt, sắp bị tống vào tù. Cậu ta tự tạo cho mình một vụ tai nạn xe, rồi kêu bà mẹ giàu có của mình gọi xe cứu thương riêng của gia đình, đưa đến bệnh viện nhà mình, sau đó làm một bệnh án giả. Như vậy là có thể xin tạm ngừng thi hành án và miễn họa ngồi tù. Nhưng lúc này, một người đàn ông xuất hiện. Anh ta dùng ống nghe y tế đặt lên ngực, liền biết được một mảnh xương của cậu ấm này bị gãy và đâm vào phổi, khiến máu khó lưu thông. Chỉ cần 10 phút, cậu ấm này sẽ chết vì bị thương quá nặng. Chỉ thấy người đàn ông dùng lực thật mạnh đâm ống tiêm vào ngực cậu ta. Cậu ấm phun ra một ngụm máu. Cậu ta đã được cứu. Mà người đàn ông này tên là Na Ye-ji, là một vị bác sĩ tài giỏi của Hàn Quốc. Nhưng anh ta không đến đây để cứu người, anh đến để tra thù cậu ấm tên Lee Jae-hwan này. Câu chuyện phải kể từ cậu công tử bột này. Cậu ta là con trai thứ của tập đoàn lớn Tae Gang. Biết tin bố mình đã giao tập đoàn cho người anh trai cùng cha khác mẹ, một cậu ấm kiêu ngạo và độc đoán, sao có thể chịu được nữa. Cậu lái chiếc xe đắt tiền phóng vèo vèo trên đường, miệng không ngừng chửi rủa. Lúc đợi đèn đỏ, lại phàn nàn với em gái không báo mình kịp thời vì bản thân ở nước ngoài, mới dẫn đến việc gia sản bị cướp. Lúc đèn xanh, cậu ta vẫn còn chửi rủa, chiếc xe hàng đằng sau không đi được, tài xế không ngừng nhấn còi nhắc nhở. Lee Tae-hwan vốn dĩ đang tức giận, liền cầm cây gậy đánh bóng lên, đập phá chiếc xe. Nhưng cậu ta không biết rằng trên xe hàng là một cặp vợ chồng bị điếc, không hề biết cậu ta đang nói gì. Người chồng vì vợ đang mang thai nên không muốn kiếm chuyện, chỉ lái xe đi với khuôn mặt ngơ ngác, cứ nghĩ rằng sự tình như vậy là kết thúc. Nhưng Lee Jae-hwan nhìn thấy ánh mắt của người chồng lúc lái xe đi, càng phẫn nộ hơn. Cậu ta lập tức lái xe đuổi theo, không ngừng mắng chửi. Cuối cùng, ở đoạn ngã tư, chặn chiếc xe hàng lại. Lúc này, một chiếc xe jeep phóng nhanh về phía hai người. Vị bác sĩ này đỉnh đến mức nào? Một phạm nhân nằm thở phò phè trên đất, bác sĩ dùng tay sờ một cái, liền chẩn đoán ra bệnh của cậu ta. Đâm mạnh một phát đúng chỗ bị thương, dùng ống và bình tự chế làm thiết bị hút máu đơn giản, tên phạm nhân được cứu sống. Nhưng ai có thể ngờ rằng vị bác sĩ tài giỏi này từng vì tên phạm nhân này mà bị hủy hoại toàn bộ sự nghiệp. Trên ngã tư, một chiếc xe jeep phóng thẳng tới. Lee Jae-hwan may mắn chạy thoát, còn người em gái chỉ bị thương nhẹ. Nhưng chiếc xe hàng không may mắn như vậy, bị một chiếc xe, hai chiếc xe rồi ba chiếc xe tông liên hoàn. Khi được đưa đến bệnh viện, người chồng đã qua đời, người vợ mang thai vì quá đau lòng mà ngất đi, cũng được chẩn đoán mắc chứng phù não. Mà người làm phẫu thuật cho cô chính là bác sĩ Na Ye-ji. Phẫu thuật bắt đầu, tất cả đều được tiến hành rất thuận lợi. Nhưng bỗng nhiên, Lee Jae-hwan xông vào phòng, yêu cầu Na Ye-ji chữa trị cho em gái cậu, vì để nhanh giải quyết phiền phức. Ye-ji vẫn xem qua một lúc, vết thương này cũng may là đến kịp thời, nếu không còn chưa đến bệnh viện đã khỏi rồi. Nhưng Lee Jae-hwan không chịu bỏ qua. 이 병원 재단 이사장 아들이야 이 자식아. 그러니까 너 잘리기 싫으면 내 동생 얼굴부터 치료해. Nhìn thấy người phụ nữ mang thai nằm trên bàn mổ, nếu không làm phẫu thuật thì sẽ chết hai mạng.
Naieji không chút khách khí kêu cậu ta cút ra ngoài, tiếp tục làm phẫu thuật. Nhưng không lâu sau, chủ nhiệm bước vào, yêu cầu Naieji đi chữa trị cho em gái của tên kia trước, giao người phụ nữ này cho người khác. Mệnh lệnh của cấp trên không thể không nghe. Sau khi thăm hỏi đơn giản, Naieji xác nhận cô em gái không bị làm sao, định quay về tiếp tục làm phẫu thuật. Nhưng Lee Jae-hwan lại nói, 거기서 한 발자국만 더 움직이면 내가 책임지고 네 의사 생활 끝내줄 테니까. Nhưng Naieji cũng chẳng chịu thua, anh quay đầu rời đi. Nhưng người mẹ và đứa con trong phòng phẫu thuật, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đã bay về với trời. Đôi vợ chồng vừa ngọt ngào vừa đáng thương này, và đứa con còn chưa kịp cất tiếng khóc chào đời, bởi vì tên nhà giàu kiêu ngạo độc đoán mà vô duyên vô cớ mất mạng. Càng đáng tởm hơn, cậu ta lợi dụng cái chết của người vợ ấy, vu cáo cho Naieji sơ suất trong chữa trị. Anh không những bị thu hồi giấy phép làm việc, còn khiến anh ngồi 3 tháng trong trại giam phía Tây Seoul, hủy hoại tất cả sự nghiệp của Naieji. Nhưng báo ứng chưa đủ, vài năm sau, cậu con nhà tài phiệt này vì làm chuyện xấu mà bị tống vào trại giam phía Tây Seoul 3 năm. Naieji biết rằng cậu ta nhất định sẽ nghĩ đủ kế để tạm ngừng thi hành án, anh nhất định phải cho thằng công tử bột này ngồi tù cho đủ. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Naieji lại quyết định cứu sống cậu ta. Anh đã chuẩn bị tốt hết tất cả để khiến cho cậu ta muôn đời muôn kiếp không ngóc đầu lên được. Đây là nội dung 2 tập đầu bộ phim Bác sĩ trại giam. Mới xem mở đầu đã thấy rất hút rồi. Một phú nhị đại hủy hoại một bác sĩ, dùng mọi cách để trả thù, nhưng vẫn trắng đen rõ ràng. Mà chiếc xe gây ra tai nạn ấy thực ra chính là anh trai của cậu công tử bột, vì muốn cố ý mưu hại em trai. Các tập phim tiếp theo sẽ càng cuốn hút hơn. Ai hứng thú thì hãy đi xem phim nhé.